Chào tất cả các bác, nay em giới thiệu cho các bác một dòng loa quý hiếm của Anh Quốc, được các bác và anh em chơi lâu năm rất là yêu thích. Cặp loa này thì các bác nào mà chơi đèn cũng như là chơi những dòng loa âm ly high end và nghe nhạc vang thì ta ghép với những dòng âm ly cổ có chất âm mộc mạc. Đây là dòng loa Sobendo mà model là BC2, dòng limited nha các bác. Dòng loa này rất là nổi tiếng tại Anh Quốc cũng như ở thị trường Việt Nam mình, được anh em chơi cũng như là chơi được rất là nhiều thể loại nhạc. Các bác nghe nhạc vàng, nhạc tiết tấu nhanh và những bản trữ tình vân vân. Cặp loa này thì hiện tại đầu năm em sẽ giá tốt nhất cho các bác là 24 triệu nha. Dòng loa này nghi đỉnh cấp hơn những dòng loa BBK tầm tiền nha các bác. Và thứ hai, nó được thiết kế bằng gỗ lạng và rất là đẹp cũng như là sang trọng. Nếu các bác nào có đèn thì ghép với những cặp loa này rất là hay nha. Sử dụng 3 đường tiếng, 1 mic, 1 chung, 1 bass, xin lỗi các bác, 1 bass chung và chép xoáy nha, đặc trưng của dòng Limited BC2. Giá 24 triệu, các bác nào yêu thích và đang tìm những cặp loa này thì liên hệ cho em. Loa thùng gỗ lạ nha các bác, rất là keng. Tất cả thùng vách đẹp, leo lanh và tất cả là nguyên zin nha. Loa bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Sau đây em sẽ mở cái keng ra để các bác cùng chiêm ngưỡng vị điệu của em nó. Giá em chiến bao ship tặng nhà là 24 triệu. Các bác nào lần đầu mua hàng bên em có thể cọc tiền, cọc thì khoảng 10%, 2-3 triệu gì đấy thì em sẽ giao hàng. Số tiền còn lại các bác, hàng tới các bác nhận hàng và thanh toán. Vâng, đây là cấu hình của em nó, một bát, một chung, một chép nha các bác. Một lỗ thông hơi phía trước. Mời các bác xem. Đấy. Chép đom nha, trung xoáy và bát. Bánh nó là bánh 20 nha các bác, đặc trưng như dòng loa châu Âu. Sau đây em sẽ qua thùng vách, rồi em xem cho các bác xem củ loa. Tất cả dòng loa này được thiết kế là dòng sản xuất số lượng limited nha. Đây là thùng vách của em nó nha, đẹp kem, ghép cạnh là vuông vức nha các bác. Và cặp loa là đúng cặp luôn nha các bác. Đây là cạnh trái này. Đây là phía sau của cặp loa, đúng cặp series liền kề nha các bác. Series là 5525 và 5526. Hàng nòi của Anh Quốc Made in England nha. Hàng nòi Sobendo BC2 nha các bác. Đây các bác này, Sobendo Audio System Limited nha. Đây, sau đây em sẽ mở bên trong để các bác được xem cái cấu hình của phân tầng cũng như là củ loa nha. Nhiều bác sẽ thích xem những bên trong. Vâng, và đối với dòng loa BC2 của Sobendo này thì chúng ta phải mở phía sau nha các bác. Phía trước chúng ta không mở được. Họ làm rất là tỉ mỉ nha, dòng limited rất cao cấp. Bên trong những con ốc này đều có cái ron nha các bác, bằng đồng nha. Hai logo. Đấy, cực kỳ khít luôn nha. Rồi sau đây em sẽ lấy nó lên và để các bác xem bên trong. Vâng, đây, mời các bác nha. Tất cả xung quanh của loa đều được có một lớp mút nha các bác, màu vàng. Đây, xung quanh nó nên là giải bass rất là ấm nha. Đây là cấu hình của Sobendo BC2. Các bác thấy củ loa này vàng chóe, rất là lớn nha. Củ rất là to. Đây nha các bác, tất cả những loa đều là dòng limited nha. Và đây cũng vậy, đây là củ chung, Anico và chép. Đây là phần tầng, các bác thấy phần tầng đã. 3 cái tầng phô. 4 cái tầng phô luôn nha các bác, 4 tầng phô này. Và đây cũng vậy. Tầng mới tinh. Đấy, có thái độ đẹp này. Đấy, các bác thấy loa những dòng cao cấp người ta Anh Quốc này. Thấy cái cầu loa này. Đấy, bét càng cua nha các bác. Sắc bé màu. Đấy. Hai loa chép cực kỳ hay của dòng Sobendo này. Có mã là Gold 4001. Made in UK, Anh Lan, đặc mắt in Anh Lan.
dòng limited luôn nha các bác. Và đây cũng vậy nha, rất là mới. Thì cấu hình những dòng loa này là nó như thế nha các bác. Thôi các bác nào có nhu cầu về những dòng loa limited BC2 này thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại này. Đầu năm thì giá em để cho các bác là 24 triệu đã bao gồm phí ship, để các bác có cơ hội sưu tầm và chơi và thưởng thức chất âm của em nó với những con âm ly đen hoặc là những con âm ly server cổ vân vân.